Kim Dung xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 28 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Huyện Văn Lâm đầu tư trên 45 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã giải tỏa trên 53% công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Nhu cầu nhà ở xã hội của người lao động. Trạm trộn bê tông tự phát gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư thôn Công Luận 1, thị trấn Văn Giang. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong xảy ra trên địa bàn huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tỉnh Hưng Yên kết nối tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo và công chức các huyện, thị xã, thành phố và xã phường thị trấn phụ trách theo dõi nhiệm vụ công tác dân chủ ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật gồm 6 chương và 91 điều quy định về nội dung cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền dân chủ và vai trò tự quản của nhân dân. Các đại biểu cũng được phổ biến hai nghị định hướng dẫn thi hành luật là nghị định số 59/2023 quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghị định số 61/2023 quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi tuyên truyền viên về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tham gia hội thi có 11 đơn vị đến từ Ban Chỉ huy Quân sự 10 huyện thị xã thành phố và Trung đoàn 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đơn vị dự thi phải trải qua 3 phần, đó là giới thiệu về truyền thống, thành tích tiêu biểu của mình dưới các hình thức như múa, kịch thơ, ca hò vè, video, minh họa. Phần thi kiến thức, mỗi đội cử 3 thành viên trả lời gói câu hỏi của ban tổ chức, nội dung các câu hỏi xoay quanh bản chất đặc trưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các kết luận quy định của Trung ương và phần thuyết trình về nội dung trên có hình ảnh minh họa kèm theo. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy cán bộ đảng viên, các tuyên truyền bà con viên về ý nghĩa, giá trị to lớn trong việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan đơn vị thành việc làm thường xuyên. Để xây dựng khu tái định cư cho nhân dân, phải nhường đất thổ cư cho đường vành đai 4 theo tinh thần nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Huyện Văn Lâm chủ trương đầu tư gần 45 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Lạc Hồng với cấp độ khu dân cư đô thị. Nguồn vốn đầu tư dự án từ nguồn ngân sách của huyện Văn Lâm, theo đó sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên diện tích hơn 2 hectare với các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy, trong đó hệ thống giao thông có chiều rộng mặt cắt ngang từ 9m đến 19,5m, bố trí trồng cây trên vỉa hè với khoảng cách khoảng 10m một hố tại vị trí giữa hai nhà. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng đường vành đai 4 sẽ xây dựng các công trình tiện ích của khu dân cư với diện tích 5,5 ha, trong đó có nhà văn hóa, bãi đỗ xe, khu xử lý nước thải sinh hoạt. Đây sẽ là một trong những khu dân cư kiểu mẫu của huyện Văn Lâm. Khu dân cư mới xã Lạc Hồng sẽ là khu dân cư hiện đại, nhiều tiện ích bậc nhất của huyện Văn Lâm, đáp ứng tiêu chí khu dân cư đô thị, một trong những thành phần xây dựng trung tâm huyện Văn Lâm thành đô thị loại 3. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay các địa phương đã xử lý giải tỏa trên 6.000 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 53% số trường hợp vi phạm với tổng diện tích trên 68 ha. Từ khi triển khai thực hiện kế hoạch 93A đến nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm. Kết quả giải tỏa theo từng năm đều tăng đáng kể. Một số địa phương đã tích cực đạt được qua các năm. Cụ thể, như huyện Phù Cử đã giải tỏa được trên 700 trường hợp,
thành phố Hưng Yên gần 600 trường hợp, huyện Kim Động trên 1.000 trường hợp, huyện Quế Châu 1.500 trường hợp, huyện Yên Mỹ giải tỏa gần 400 trường hợp, huyện Văn Giang giải tỏa trên 900 trường hợp. Công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình vi phạm tại một số huyện đã thực hiện tốt, đạt kết quả cao, đặc biệt có huyện đã quyết liệt tổ chức cưỡng chế được nhiều trường hợp cố tình không giải tỏa như Yên Mỹ, Mỹ Hào, Quế Châu. Tuy chưa đạt tỷ lệ 100% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chỉ đạo giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp trong các năm 2020, 2021 và năm 2022 như Phụ Cừ, thành phố Hưng Yên, Yên Mỹ, Tiên Lữ và Quế Châu. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Hưng Yên nổi lên là tỉnh phát triển nhanh về công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, số lao động ở các tỉnh thành khác kéo về tìm kiếm việc làm tăng cao và nhu cầu về nhà ở cũng vì thế mà tăng đột biến. Vấn đề có được chỗ ở phù hợp với thu nhập và đảm bảo điều kiện sinh hoạt đang trở nên cấp bách với người lao động. Đây là căn phòng trọ của vợ chồng anh Giàng A Tráng ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Căn phòng chỉ rộng khoảng 8m², đủ trải một tấm đệm, kê một cái bàn làm bếp nấu ăn và khu vệ sinh. Vì điều kiện khó khăn nên vợ chồng anh chị phải gửi ba đứa con còn nhỏ cho ông bà nội ngoại nuôi giúp và tìm đến khu công nghiệp Phố Núi A làm việc. Hai vợ chồng em vào đây làm từ năm 2020, mong muốn để mình có cái nhà nữa, vừa tiền vừa giá mình để cho mình ổn định. Tuy quê ở Sông Mai, huyện Kim Động, nhưng để thuận lợi cho công việc tại khu công nghiệp Phố Núi A, anh Đào Nguyễn Thắng cùng vợ và cậu con trai 19 tuổi phải thuê một phòng trọ chật chội để ăn ở. Anh cũng như nhiều người lao động khác rất mong được thuê hoặc mua nhà ở xã hội. Vợ chồng chúng tôi lên đây làm công nhân thì cũng từ năm 2013 đến nay cũng được 10 năm rồi, thì là lên đây là kinh tế khó khăn nên là thuê trọ cũng là chật chội. Cũng mong là nhà nước và chính phủ xây dựng một cái khu tập thể hoặc là cái khu nhà chung cư ấy, tạo điều kiện cho người lao động để mua, trả góp hoặc là thuê. Nhu cầu về nhà ở không chỉ cấp bách với người lao động mà còn là vấn đề chính quyền địa phương mong mỏi để công tác quản lý xã hội được hiệu quả và an toàn hơn. Xây dựng và đầu tư cái khu nhà ở xã hội cho dân cư cư trú ở trên địa bàn thì hiện nay là triển khai rất là chậm và còn hạn chế. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng cấp trên quan tâm chỉ đạo sát sao trong cái việc mà chỉ đạo các dự án thực hiện đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng và quy hoạch cái khu nhà ở xã hội trên địa bàn phường để đảm bảo cái việc mà sinh hoạt và đảm bảo cái nguyện vọng về nhu cầu nhà ở cho cư dân. Theo số liệu khảo sát sơ bộ của Sở Xây dựng, hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang có khoảng 78.000 công nhân đang làm việc, trong đó khoảng 31.000 là lao động người ngoại tỉnh. Vì vậy, nhu cầu nhà ở cho người lao động là rất cao. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 14 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất chậm. Vậy đâu là nguyên nhân? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo ra hàng hóa, của cải vật chất và việc làm cho người lao động. Trong mọi giai đoạn, lực lượng này còn thể hiện vai trò trách nhiệm lớn lao với công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì cộng đồng. Đây chỉ là một trong những buổi đi thăm tặng quà hoàn cảnh khó khăn được các doanh nghiệp thuộc Hội Nữ Doanh Nhân và Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức. Giữa bối cảnh sản xuất, kinh doanh rất khó khăn như thời gian vừa qua, nhưng hoạt động này vẫn được nhiều doanh nghiệp duy trì, thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng, với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự sẻ chia, hỗ trợ. Mỗi một năm thì Tổng Công ty Doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng tham gia các cái quỹ khoảng hơn 1 tỷ. Thông qua cái Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp Phụ Nữ của tỉnh bảo trợ cho 205 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh, mỗi một năm là 2 triệu đồng trên cháu. Thì bên cạnh đó thì cùng với cả Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia xây dựng cái nhà tình nghĩa cho quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Một trong những hoạt động an sinh xã hội đạt kết quả nổi bật và thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đó là phong trào mẹ đỡ đầu và phong trào giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do Hội Nữ Doanh nhân tỉnh phát động. Qua phong trào đã giúp đỡ kịp thời nhiều trẻ em và hội viên phụ nữ khó khăn có thêm điều kiện, động lực vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi hướng tới mục tiêu là giúp cho những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ vượt lên số phận và thay đổi được hoàn cảnh của mình. Xem họ cần gì và cái gì là thiết thực nhất để có thể giúp đỡ được cho họ. Đến nay qua phong trào này đã giúp đỡ được gần 500 trẻ em mồ côi, trẻ em và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ hàng năm trên 1 tỷ đồng. Thành tích trên không chỉ có nghĩa lan tỏa những hành động nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống mà còn có tác dụng tích cực với các trường hợp khó khăn được hỗ trợ. Vừa rồi cũng được hỗ trợ quà thì tôi cũng mua được cái máy trị giá 3 triệu. Thật ra món quà ấy không phải là nhỏ đâu ạ. Thế là mấy triệu ấy nhưng đối với tôi là rất là lớn. Tại vì hàng tháng thì làm thì được có mấy hơn 2 triệu. Nữ doanh nhân của tỉnh Hưng Yên đã giúp đỡ tôi về tinh thần và vật chất. Cảm thấy là mình cũng đỡ một phần nào. Doanh nghiệp, doanh nhân với công tác an sinh xã hội trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa ngày nay đã trở thành trách nhiệm là một tiêu chí trong lựa chọn đối tác để hợp tác. Khi mỗi doanh nghiệp tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội, sẽ giảm áp lực ngân sách nhà nước để đầu tư vào những lĩnh vực khác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là ở những địa bàn, lĩnh vực còn nhiều khó khăn. Thời điểm này, các hộ trồng cam trên địa bàn huyện Phù Cử đang bước vào vụ thu hoạch chính. Năm nay toàn huyện ước thu khoảng 3.500 tấn quả. Huyện Phù Cử có khoảng 410 ha diện tích trồng cam, trong đó cam Đường Canh và cam Hương Yên được trồng tại các xã Tam Đa, Tiên Tiến, cam Lòng Vàng hay còn gọi là cam Bố Hạ được trồng tại xã Nguyên Hòa. Để nâng cao chất lượng và sản lượng quả cam, chính quyền địa phương đã khuyến khích các hộ trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất từ khâu chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật như cách bón phân hữu cơ thẳng vào gốc bằng tưới hệ thống nhỏ giọt, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây, giao cho các hợp tác xã thu mua cam cho bà con với giá bán trung bình từ 20 đến 30 nghìn đồng một kg. Chúng tôi hay dùng cái loại phân hữu cơ, ví dụ như là ngô hay là thóc hay là đỗ tương, chúng tôi ngâm ủ khoảng độ 6 tháng tưới rồi thì cho ăn. Thuốc sâu thì chúng tôi cũng dùng cái thuốc sâu sinh học, chất lượng cam nó mới ngọt đảm bảo được. Sáng nay tại trụ sở xã Đà Lộc, huyện Ân Thi tổ chức khởi công xây dựng trụ sở công an xã. Đây là trụ sở công an xã đầu tiên của huyện Ân Thi được xây dựng mới. Trụ sở làm việc công an xã Đà Lộc được quy hoạch xây dựng có tổng diện tích 385 m² với tổng dự toán kinh phí xây dựng 10 tỷ 700 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ mỗi xã 2,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác. Theo thiết kế, công trình gồm 2 tầng, có diện tích sàn xây dựng 700 m². Công năng các phòng làm việc và hỗ trợ sinh hoạt đảm bảo theo thiết kế mẫu của công an tỉnh. Việc triển khai xây dựng trụ sở công an xã góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu làm việc của lực lượng công an xã, giúp lực lượng công an xã có trụ sở ổn định, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại lễ khởi công, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt Nam cam kết tập trung nhân lực hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án. Dự kiến công trình trụ sở công an xã Đà Lộc sẽ thi công trong 12 tháng, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024 sẽ đưa vào hoạt động. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, thời gian gần đây, nhóm Bít Đồi Sống Xanh ở huyện Khoái Châu thực hiện mô hình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa. Mô hình này vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tránh lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Tháng 9 năm 2022, nhóm đã phối hợp với trường mầm non xã An Vĩ triển khai thực hiện việc phân loại, thu gom vỏ hộp sữa để tái chế ở các lớp học. Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giáo viên, phụ huynh học sinh tham gia. Đến nay, trường đã thu gom được trên 150 kg vỏ hộp sữa. Mô hình này hiện được nhân rộng tại 10 trường mầm non trên địa bàn huyện Khoái Châu.
Từ khi mà kết nối với biệt đội sóng xanh để thu gom được cái vỏ sữa này thì là trường lớp chúng tôi là để dồn vào những cái bao ấy, và hàng tuần là biệt đội sóng xanh là đến là thu gom, cho nên là rất gọn gàng và sạch sẽ. Theo đó, các thành viên trong nhóm, giáo viên hướng dẫn các học sinh vỏ hộp sữa sau khi uống như cho ống hút vào trong hộp, làm dẹp, xếp gọn, cắt ra mang phơi khô hoặc dán sticker lên miệng hộp. Vỏ hộp sữa sau đó được nhóm thu gom định kỳ từ 1 đến 2 lần trên tuần và chuyển về kho tập kết trước khi đưa về nhà máy xử lý, tái chế. Để khuyến khích học sinh tham gia mô hình, nhóm biệt đội sống xanh tặng hàng trăm phần quà là những cây sen đá hoặc trà sữa cho các em học sinh đã tích cực thu gom vỏ hộp sữa. Con làm thu gom vỏ sữa này cũng khá là lâu rồi. Con cảm thấy là giúp bảo vệ môi trường thêm xanh sạch đẹp hơn ạ. Trước đây thì nhà trường có thải ra môi trường trung bình khoảng hơn 300 vỏ hộp sữa mỗi ngày. Sau khi biết đến chương trình thu gom vỏ hộp sữa tái chế, nhà trường đã triển khai cho các lớp. Đây là một hành động vô cùng ý nghĩa giúp nhà trường giảm được một lượng rác đáng kể. Được thành lập năm 2021, nhóm biệt đội sống xanh với 3 thành viên đã thu gom được trên 1,1 tấn vỏ hộp sữa các loại. Sau khi thu gom, sẽ có đơn vị về vận chuyển đến nhà máy tái chế. Trong vỏ hộp sữa giấy có các thành phần bột giấy, nhựa và nhôm. Sau khi xử lý, vỏ hộp được tái chế thành các sản phẩm hữu ích như giấy vở, bìa cát tông, công nghiệp, tấm lợp sinh thái, bàn ghế học sinh, thùng rác, chậu trồng cây. Vỏ hộp sữa nó ra môi trường rất là nhiều, thì chị em chúng tôi thì chung tay với nhau là kết hợp với các trường thu gom lại những cái vỏ hộp sữa đấy để giảm lượng cái rác thải ra môi trường. Cũng mong muốn là cái chương trình này được nhân rộng ra không những trường học mà trong cả các gia đình. Việc tái chế vỏ hộp sữa giấy đã mang đến lợi ích kép vì vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tránh lãng phí tài nguyên thiên nhiên, tận dụng nguồn nguyên liệu, biến rác thải thành vật dụng có ích. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ vỡ đường ống nước sạch gây mất nước diện rộng tại nhiều địa phương. Ngày 27 tháng 11, tại địa bàn thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã xảy ra vỡ đường ống nước sạch DN280 gây mất nước 4 xã Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, xã Xuân Trúc, Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Nguyên nhân do người dân tập kết rác thải và đốt trái phép làm vỡ đường ống. Tại thị xã Mỹ Hào, việc cấp nước ở phường Phan Đình Phùng cũng bị gián đoạn do ảnh hưởng trong quá trình thi công đường giao thông. Trước đó, trong quá trình di chuyển cột điện phục vụ việc mở rộng đường giao thông, đã vỡ đường ống dẫn nước tại khu vực thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, khiến cho khoảng 300 hộ dân tại các thôn Lưu Xá, Bình Cầu, Bình Hồ bị mất nước sinh hoạt. Để hạn chế việc xâm phạm đường ống nước, các doanh nghiệp cấp nước cần phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền người dân về bảo vệ đường ống nước, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thi công đường giao thông và cắm biển báo tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng. Thưa quý vị, trên địa bàn thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang hiện xuất hiện hộ kinh doanh lập trạm trộn bê tông không phép để sản xuất chậu hoa cây cảnh gây ô nhiễm môi trường cũng như tiếng ồn trong khu dân cư. Đó là hộ gia đình ông Chu Thanh Tùng ở thôn Công Luận 1 đã tự ý lập trạm trộn bê tông để sản xuất chậu hoa cây cảnh. Bê tông cùng khói bụi xi măng cát mịn không được che đậy cẩn thận. Ngoài sản xuất bê tông gây khói bụi tiếng ồn sát khu dân cư, thì việc tập kết chậu hoa lấn chiếm hành lang đường gây cản trở giao thông. Được biết, cơ sở trên đi vào hoạt động được khoảng từ 2 đến 3 tháng nay. Theo Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Giang, thì chủ cơ sở sản xuất chưa cung cấp được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói trên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài trạm trộn bê tông tự phát nói trên, tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện nhiều trạm trộn bê tông tự phát. Trong một ống kính phóng viên phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay, chúng tôi sẽ có bài phản ánh chi tiết về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Tiếp theo chương trình là thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong xảy ra vào tối ngày 27 tháng 11 trên địa bàn huyện Khoái Châu. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút khi anh Hoàng Xuân Hát điều khiển xe máy chở theo anh Nguyễn Danh Đê cùng sinh năm 2000, cùng chú tại thị trấn Khoái Châu, lưu thông hướng từ xã Phùng Hưng về xã Đại Hưng. Khi đến địa phận thôn Kim Quan, xã Phùng Hưng đã va chạm với xe máy do anh Đào Việt A, sinh năm 2006 tại xã Đại Hưng điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Hát và anh A tử vong. Người còn lại hiện đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.